thư sư cho con hỏi con thấy có người đời này xinh đẹp giàu có nếu luận theo nhân quả thì đời trước họ có giữ giới bố thí nhưng tại sao đời này họ lại tài dâm ác khẩu gieo rất nhiều khổ đau cho mọi người con không hiểu tại sao đời trước họ là người tốt nhưng tại sao đời này họ lại là người xấu vậy thư sư ờ quý vị giống như là đang đọc cái um, chuyện cổ tích đó ha tức là cái người tốt họ phải tốt từ đầu tới đuôi luôn mà người xấu họ phải xấu kiệt để từ đu tới đầu thưa với quý vị chúng ta là những cái chúng sanh mang cái tổng hợp nghiệp nó bao gồm có những cái quả tốt và những cái quả xấu và chúng ta không có đơn thuần một màu nha chúng ta đủ thứ màu hết trơn á sư ví dụ đi trong một ngày đó Ờ, mình lúc thì tham lúc thì sân ngay cả cái chuyện mà mình giữ giới khi mình giữ giới cũng có lúc nóng nảy có lúc bực bội cũng có lúc tham ăn có lúc mê ngủ chúng ta tạo đủ thứ nghiệp hết cho nên chúng ta là những cái tập hợp nghiệp thành ra đức thế tôn nói như thế nào nghiệp trắng cho quả trắng nghiệp đen cho quả đen nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có xấu giờ có đen có trắng thì bây giờ đó đời trước cái đời này họ xinh đẹp và giàu có cái quả xinh đẹp á Là nó có nhiều nhân lắm nha Nhiều nhân lắm Sư ví dụ một vài thôi Thứ nhất Bố thí thực phẩm cũng cho cái quả giàu có Thứ hai Bố thí vải cũng cho cái quả à, xinh đẹp Bố thí vải cũng cho cái quả xinh đẹp à, Thứ ba Là vô sân cũng cho cái quả xinh đẹp Cái thứ tư là từ tâm cũng cho cái quả xinh đẹp Nói chung có rất là nhiều Có rất là nhiều Cái chuyện mà cho cái quả xinh đẹp uhm. à, Rồi À giàu có là cái quả của cái việc bố thí thì bây giờ ví dụ nha à, Cái đời quá khứ à, lỡ cái cô này đi à, cái cô này cổ à, cổ gặp một vị sư à, cổ hoan hỷ quá cũng cổ, cổ thấy cổ thương ông sư quá bằng cái tâm từ của một người mẹ à, cái cổ đặt bác của cúng dường thì trong cái khoảnh khắc đó cổ có từ tâm nè cổ có cái sự cúng dường nè à, thì nó cho cái quả đời sau cổ đẹp thôi nhưng mà nhớ đời sống cổ rất là dài trong đời sống của cổ rất là dài cổ tạo đủ thứ nghiệp hết trong đó có cái nghiệp là ác khẩu nè trong đó có cái nghiệp là sát sanh nè trộm cắp tại dâm nói vốn được có đủ hết nhưng mà khi mà tái sanh á cái quả cái nghiệp bình sanh của cổ á là nhờ cái quả hồi xưa là thấy ông sư dễ thương quá đặt bác cũng dường nhờ vậy được cái đẹp với cái giàu nhưng mà còn những cái thứ khác chi. Thành ra những cái thói hư tật xấu nó vẫn còn y chang đó ha, vẫn còn y chang đó. À, rồi những cái nghiệp cũ cũng còn y chang nó cổ có thể là nhiều bệnh nè, thí dụ như à, à tại dâm nhiều các cái bệnh uh, lây nhiễm sao. Đấy, rồi bệnh tâm kín ai biết được. Rồi à, thí dụ như là cổ à, không có sức khỏe ha, không có sức khỏe nè. À, rồi thí dụ như là cổ à, cái là cái, cái gì ta gia đình không hạnh phúc đấy à, có rất là nhiều những cái nghiệp khác nữa rồi do cái nhớ nha cái khuynh hướng tâm lý Gọi là cái tiền nghiệp chúng sanh à, rồi cái cái khuynh hướng tâm lý của chúng sanh đó họ có thể là cái người sân nhiều cái người tham nhiều rồi những cái tiền khiên tật của họ nữa cho nên là họ đủ hết nha họ đủ hết rồi họ có thể là họ chửi người ta rồi họ có thể họ phạm giới rồi họ có đủ hết nhé yeah, cho nên là là đủ màu hết nhé quý vị có thể nghiên cứu thêm trong kinh tiểu nghiệp phân biệt vô google gõ kinh tiểu nghiệp phân biệt si chất nguyên khanh nghe còn đây nhớ tới cái câu chuyện của tinh nữ công rang cái cô tiên nữ công rang Khi mà ngày ná ngày dạo trên cổ trời họ gặp cái cô này cung điện lớn quá mới hỏi do nhân gì mà À, cô được cái này rồi cái cung điện thì cô không dám nói hỏi ba lần cô mới nói thì biết vì thánh hỏi ba lần buộc phải nói nói đầu bị vỡ bảy mảnh thì tử cô nói nói là tại con bỏ bá con miếng cung gan cho ngày mà ha cách xa bá mà giờ không biết sao con được cái thiên cung thiên Về ở đây tôi hiểu quý vị là ở đây quý vị chắc tưởng người này đời nào giàu rồi trước còn bố thí dữ lắm nha chưa chắc Hên, là trước nhận vi hơn là cái thứ nhật. hơn hơn sao cũng dường được ngay bậc thánh hoặc là à, cái tâm tục sinh nó thì mà anh tái sanh đó, nó, nó hơn là nó bắt ngay đến mấy tá của cái tâm thiện cái thời cái thiện bố thí đó nên tái sanh cái lúc tái sanh nó cái quả bố thí nó trổ ngay đúng lúc chưa chắc gì cái đời quá, quá khứ á, có thể làm nhiều mới là sanh cái từ này giàu đó làm nó, nó trổ lúc nào nó trổ à chỗ bất tử lắm thứ hai là mình nên nhớ bồ tát đó ác kiếp mà còn làm ác có những kiếp làm ác thật bất, bất thiện chứ không phải mình hình dung một cái kiến màu hồng là đời quá khứ hồi này làm là có bố thí gì giới cái đời này họ tiếp tục bố thí gì giới nữa cái đó là có nhưng không phải nhất thiết ai cũng vậy cho nên nó bất cứ ai đời quá khứ làm thiện pháp cỡ nào đời này không có biết Phật pháp không có tu thì chắc chắn sẽ bị dính vô những cái thế tục và họ sẽ làm những chuyện ác chứ không phải là à, đời vị <laughs> quá khứ à, đừng làm phước, đừng bố thí, đừng trì giới cho nên giờ được à, cái quả nó nó nó, à, nó xanh, được cái quả nó nhất định thì khi đó cái không có làm ác nữa là không có đúng. Quên quên còn phúc nữa. Phật ngài nói nó có bốn hạng người đó. Là thứ nhất là người từ bóng tối đi vọng tối thứ hai là cái hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng, cái thứ ba là hạng người từ ánh sáng đi vào bóng tối, Và thứ tư là hạng người từ ánh sáng đi ra ánh sáng, cái hạng người đi từ bóng tối đi vào bóng tối á có nghĩa là đời này đời quá khứ họ không có tu hành, không đại khái là không có tu hành, không có làm phước, không có biết làm thiện nghiệp, cho nên đời này sinh ra họ khổ rồi khổ đau họ nghèo họ đói họ xấu quắc nhưng họ là không có biết làm phước làm thiện nữa thì đời vị là họ tiếp tục khổ nữa thứ hai là người từ muốn tối đi ra ánh sáng nghĩa là nó người ta đời quá khứ không biết tu không biết làm phước không biết bố thí không biết làm thiện nghiệp nhưng ta sinh ra người ta bị thiếu thốn về mọi mặt nhưng mà đời này người ta biết tu người ta biết làm phước người ta biết làm bố thí Người ta biết làm những thiện nghiệp thì đời vị lai sẽ được cái phước báo. Còn thứ ba là từ ánh sáng đi vào bóng tối, nó đơn giản thôi. Đời quá khứ, đây nè, cái lỗi này nè, đây. Là đời quá khứ có bố thí, có trì giới, có làm những thiện nghiệp cho nên đời này ra sanh được tài sản nhiều, đẹp đẽ rồi, vẫn vân Nhưng mà sao? Không có biết tu hành, không có biết làm phước, không có biết này nọ. Nên sao? Là tà dâm, ghế ác nghiệp cho nên đời vị lai chịu quả khổ đau lại người được ánh sáng đi vào ánh sáng Đời quá khứ sinh ra Đời quá khứ làm phước Làm các thiện sự Cho nên sinh ra là Đời này sinh ra được cái sự giàu sang này nọ Các cái điều hơn người ta Cái người này tận dụng cái phước báo đó Tiếp tục bố thí trì giới Tiếp tục làm từ thiện những cái thiện nghiệp nữa Thì lời vị lai càng tốt đẹp hơn thì trường hợp này dính vô cái số 2, số 3 gì đó là đời à, đi từ ánh sáng mà đi vô bóng tối là xin chia buồn. cái vấn đề của chúng sanh ấy, là khi họ hưởng quả lành hay quả dữ thì nó đều là cái điều kiện để họ tạo các cái nghiệp bất thiện hết cái người mà hưởng cái quả giàu ấy, là họ nhờ cái giàu đó họ làm bất thiện cái người họ hưởng cái quả đẹp ấy, là họ lấy cái quả lấy cái đẹp đó để họ làm cái nghiệp bất thiện cho nên ấy ở trong Phật pháp cái chuyện là mình quá khứ mình đã tạo cái nghiệp gì ấy, nó không quan trọng bởi vì sao cái chuyện nó đã qua rồi không thay đổi được cái quan trọng là hiện tại mình á như thế nào. Mình có tạo cái nghiệp tốt để mình hưởng cái quả lành cho đời này và đời sau hay không? Ừ, cái đó nó mới quan trọng.